thấy gì nào. Từ ngày mua xe tàu đến giờ tự nhiên này có cái sở thích là đi mượn xe hàng xóm, mới này mượn xe anh chị em họ hàng. Thì hôm nay mượn được con CRV này của ông anh thì cứ đi mượn xe khắp nơi, đi thử rồi mỗi xe mượn một vài hôm đổi xe với mọi người, ai không đi nhiều thì mình mượn mà ai đi nhiều thì mình đổi xe. Thì những người đấy họ cũng tranh thủ được trải nghiệm xe Trung Quốc mà mình thì lại được tranh thủ trải nghiệm nhiều dòng xe. Thì có cái vấn đề đấy không ấy thì mình chỉ mượn xe để mình đi mình trải nghiệm xem cái xe Trung Quốc của mình nó đang ở cái mức độ như thế nào thôi. Cái đấy là của cá nhân tự tìm hiểu thôi, mình không nói. Nhưng mà cũng rất chi là cảm ơn anh em, thời gian gần đây có nhiều anh em đã chat trên Facebook với mình ấy, hỏi về vấn đề là với tầm giá 500 600 triệu thì nên mua xe Trung Quốc hay là xe Nhật, xe Hàn, với các mẫu xe như i10 hoặc Accent Fire gì đấy vân vân. Thì mình cũng nói luôn với anh em là mình ở thời điểm hiện tại mình chưa đủ trình độ để khuyên ai nên mua xe gì, kể cả là xe Trung Quốc hay xe Nhật, xe Hàn gì đâu, bởi vì là nhu cầu và mục đích sử dụng của mỗi người là khác nhau, nên là mình sẽ không dám đưa ra lời khuyên chính xác cho ai là mua xe như thế nào. Thì hôm nay mình làm cái clip này chỉ với mục đích là chia sẻ đến với những anh em mà đang có ý định mua xe Trung Quốc ấy, thì nên mình nghĩ là lên xem clip của mình, để bởi vì mình là người thực tế, mình trải qua những cái vấn đề đấy, thì chia sẻ đến anh em một chút để anh em có cái sự chuẩn bị trước để cho nó sau này mua xe Trung Quốc hoặc là đến với xe Trung Quốc thì nó đỡ bỡ ngỡ thôi. Thì vấn đề thứ nhất thì như mình chia sẻ các clip trước ấy, mình bỏ ra khoảng thời gian là 9 tháng để mình tìm hiểu về các dòng xe Trung Quốc. Thì các bạn nên chắc chắn là phải bỏ thời gian ra, rất nhiều thời gian ra để tìm hiểu về xe Trung Quốc, các dòng xe rồi các hãng xe Trung Quốc đang phân phối ở thị trường Việt Nam, rồi cái đại lý phân phối đấy cũng lên tìm hiểu về họ, tìm hiểu càng kỹ thì sau này bạn càng có lợi. Vì là tiền trong túi các bạn, mà khi các bạn bỏ ra tiêu thì là trách nhiệm là của các bạn, sau này có vấn đề gì xảy ra thì cũng là các bạn là người chịu trách nhiệm với cái đồng tiền đấy, chứ chẳng ai cả, kể cả là mình có đưa ra lời khuyên hay như thế nào đi chăng nữa thì các bạn bỏ tiền ra đến lúc xong thì là các bạn chịu, chứ mình cũng chả chịu, mình cũng cùng lắm thì là được một lời xin lỗi hay như thế nào đấy thôi. Nên là tự bản thân các bạn phải bỏ nhiều thời gian ra tìm hiểu. Nó không, xe mua xe Trung Quốc nó không đơn giản như xe Nhật, xe Hàn. Vấn đề các hãng lớn họ nhảy vào thị trường Việt Nam của xe Nhật, xe Hàn, các hãng lớn ấy họ nhảy vào, họ có cái hệ thống đại lý 3S khắp toàn quốc hỗ trợ các thứ rồi cộng đồng dùng nó cũng nhiều hơn xe Trung Quốc rất là nhiều. Nên là khi bạn muốn tìm hiểu xe Trung Quốc ấy thì bạn phải nghiên cứu thật kỹ nhá, về dòng xe đấy ở bên Trung Quốc nó như thế nào, về Việt Nam nó như thế nào, đại lý 3S nó ra làm sao, nó có tốt hay không, có xứng đáng khi mình bỏ ra một số tiền 600-700 triệu, bây giờ đa phần xe thì là 600-700 triệu, thì mình bỏ ra số tiền như thế thì cái xe Trung Quốc ấy nó đem lại cho mình được những gì, và những cái đấy nó có bù đắp được lại cho những cái mà hạn chế về hệ thống đại lý 3S, hạn chế về cái dịch vụ sau bán hàng đó. Thì đây mình chia sẻ luôn nhá, ví dụ như là hiện tại bây giờ ở thị trường Việt Nam thì có các dòng xe Trung Quốc do bên Tan Trung phân phối là MG này, thì sau này sẽ mình nghĩ là nó sẽ lớn mạnh vì là họ khá là mạnh, sẽ nhiều đại lý này, thì nhưng mà mình chưa hiểu rõ về Tan Trung lắm nên là mình không nói đến. Có ở trong Nam, có trong Bình Dương có xe của Đông Phong này thì mình cũng chưa được tiếp cận nên mình không nói. Thì cả cái clip này mình chỉ nói đến Kilin thôi. Kilin bây giờ đang phân phối các dòng xe của 3IC và Joyte. Thì mình nói đến vấn đề của Kilin nhé. Thì khi mua xe các bạn để ý, bây giờ ở Kilin có một cái hạn chế. Cái thứ nhất là đại lý 3S là bên họ hiện tại bây giờ chỉ có ở Hải Phòng, anh em vẫn hay thường gọi vui là tổng bộ, và thời gian tới này mới có đang chuẩn bị khai trương một cái đại lý chính thức nữa ở trên Hà Nội, chứ còn trước đây thì cũng chỉ ở dạng liên kết.
trong Sài Gòn thì là đại lý liên kết, còn đâu Đà Nẵng rồi các tỉnh khác là không có. Đó, thì nếu mà nói về mức độ chính thức thì chỉ có hai cái đại lý 3S thôi, thì ở Hải Phòng và Hà Nội. Nên là khi các anh em tỉnh khác muốn mua xe Trung Quốc ấy, khi mua thì hỗ trợ nhiệt tình rồi, vấn đề đấy mình không phải suy nghĩ rồi. Nhưng khi mà đến quá trình bảo trì bảo dưỡng ấy, anh em đi thì anh em sẽ mất thời gian, ví dụ như ở tỉnh xa khoảng độ 100-200 cây, 300-400 cây gì đấy, các anh em sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ như đến kỳ bảo dưỡng anh em sẽ phải mất khoảng đi lại mất khoảng nửa ngày, rồi đến bảo dưỡng ngắn thì không sao, bảo dưỡng lớn thì sẽ mất một ngày, đó thì sẽ tự nhiên bạn sẽ mất đi khoảng 2 ngày để là dành thời gian cho công việc bảo trì bảo dưỡng, rồi này phải sắp xếp công việc các thứ, nó sẽ không thuận tiện như các đại lý khác của xe Nhật, xe Hàn. Cái đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là phụ tùng, mình nói luôn nó không thể được như xe Nhật xe Hàn, vì là cái độ sẵn của nó ấy, thì như mình trải nghiệm ở bên Kinin, ở bên tổng bộ Hải Phòng ấy, thì những cái hay hỏng vặt, không phải là hay hỏng vặt mà là hay phải sửa chữa, ví dụ như là mình thay rô tin côn bằng sau này, vỡ đèn này, thì nó đều có sẵn thì thay thế ngay được. Nhưng nhiều cái thì phải order về, mà order ở bên Trung Quốc ấy thì nhanh thì cũng là 7 ngày một tuần, 5-7 ngày. Còn ví dụ như gặp trường hợp đen như năm nay, dịch bệnh rồi cấm biên các thứ ấy, thì hàng hóa không về được, có khi bạn phải chờ đợi từ 2-3 tháng các thứ. Anh em ở trên hội ấy, cũng có nhiều người buôn đồ Trung Quốc họ order về cho, thì cũng đơn giản thôi. Nhưng mà đó, thì các bạn phải xác định, có nghĩa là đồ phụ tùng ấy, ở Kilin có rất nhiều cái có sẵn, nhưng có nhiều cái thì không thể có sẵn được, thì mọi người phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần là có thể có sẵn, có thể không có sẵn, và khi chờ đợi thì nó sẽ phải mất nhanh thì cũng là 5-7 ngày gì đấy. Đó, thì cái đấy mọi người phải chuẩn bị sẵn về cái ấy. Còn đâu khi mua thì có thể tìm hiểu chiếc xe đó với số tiền đấy bạn được những gì, và nó có hay lỗi vặt hay không, thì cái đấy là bạn phải tìm hiểu ở cá nhân mỗi người sử dụng. Thì có người họ sẽ nói thực, vì có người họ sẽ giấu, cái đấy là ở mỗi người thôi, mình không nói, thì là bạn phải tìm hiểu kỹ. Chứ nhiều người ấy, khi mà họ mua xe thì cũng nhiều người họ mua về ấy, nó có những cái lỗi hay như thế nào đấy thì họ không nói ra đâu, họ sẽ im ỉm họ bán. Hoặc là có những người thì họ chia sẻ họ hỏi ở trên group ấy, thì anh em cứ ở trên group tìm hiểu thì sẽ phát hiện ra được là những cái xe nó có nhiều lỗi hay như thế nào, thì là anh em sẽ tìm hiểu được thôi. Đấy, vấn đề đấy là anh em phải bỏ nhiều thời gian ra, bởi vì là không phải xe nào cũng cứ mua một cái hoặc sử dụng một vài tháng là nó sẽ bộc lộ hết những cái ưu nhược điểm ra được, thì anh em cái đấy là phải tự bỏ thời gian ra tìm hiểu. Chỉ có cái hạn chế về đại lý phân phối mấy các thứ ấy, bảo trì bảo dưỡng bên Kinin nhá, dịch vụ sau bán hàng hỗ trợ mình đánh giá là tốt, thậm chí còn tốt hơn các hãng lớn, nhưng mà họ sẽ bị hạn chế về tiềm lực kinh tế rồi về tiềm lực ấy, thì đấy anh em sẽ phải xác định những cái đấy. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái này nó liên quan đến mình nói nó ở cái khía cạnh rất chi là nhạy cảm, là anh em xác định mua xe Trung Quốc ấy thì phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần, gọi là biết nói sao nhỉ, nó nì hơn người khác, phải nì hơn. Giống như kiểu là mình không nói bậy đâu nhá, chỉ giống như kiểu là mọi người cứ nói mà mình cứ đi ấy thì mới đi được xe Trung Quốc. Chứ còn nếu mà các bạn mà để ảnh hưởng bởi những cái người, những cái lời nói xung quanh mình, lời nói dị nghị, lời ra tiếng vào ấy, thì các bạn sẽ không đi được xe Trung Quốc đâu. Bởi vì là bản thân mình đây, mình chia sẻ nói thẳng ở khía cạnh bản thân mình nhá, mình mua chiếc xe 3IC Q7, nó nhái Range Rover, nó cực kỳ giống Range Rover. Nhiều người mà không am hiểu về xe họ sẽ nhìn ra đấy là chiếc Range Rover. Thế và tự nhiên bây giờ mình có thêm một cái biệt hiệu mà không mong muốn, cái biệt hiệu không mong muốn một chút nào ấy, là mọi người gọi mình là Dũng Rover, Dũng Range Rover đấy. Đấy, đại khái như thế, thì là toàn những cái lời tỉa tót rồi mỉa mai các thứ tất tần tật. Mà những cái người đấy ấy, thì họ có cho bạn tiền đâu, họ có cho bạn tiền mua ô tô đâu, mà đấy, họ toàn tỉa thôi, họ toàn nói xấu thôi. Thì khi mà mình bỏ ra, như đơn giản như mình mua xe cũ thôi, cũng chẳng phải xe mới, nhưng nó cũng phải nói thì nghe, thì cũng có thể là đơn giản nhưng cũng có thể là to tát.
đơn giản với những cái người họ nhiều tiền, nhưng to tát với người ít tiền, mình bỏ ra những nửa tỷ để mua một chiếc ô tô về phục vụ bản thân mình. Mình chả phục vụ ai, cũng chả ảnh hưởng đến ai, nhưng người ta tỉa tót mình, người ta nói mình từ nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng, như kiểu sao lại mua xe Trung Quốc thì nó thế này nó thế kia thì sao đó, đến những cái kiểu như là Rũng Rover đấy à, hoặc là những cái kiểu như đại khái như kiểu là mua xe Trung Quốc là không yêu nước đấy. Thì anh em phải xác định tinh thần là bỏ được ngoài tai những cái lời nói đấy, chứ còn thì mới mua được xe Trung Quốc. Mình cũng gặp rất nhiều người rồi nhá, là khi mua xe Trung Quốc đi thích, ai cũng công đi thích với phù hợp với nhu cầu sử dụng của những người đấy, nhưng mà họ không chịu được những cái lời ra bàn ra tán vào, rồi xung quanh họ hàng các thứ nói là họ chấp nhận lỗ, họ chấp nhận mất tiền, họ bán đi và mua những chiếc xe không được như thế, hoặc là giá trị sử dụng không bằng chiếc xe Trung Quốc, họ chấp nhận họ bán đi để đỡ phải nghe những cái lời nói khó nghe đó. Thì khi mua xe thì Trung Quốc ấy, thì anh em phải xác định những cái đấy, xác định luôn là sẽ bị những cái lời nói đàm tiếu, mình nói thật là ức chế đấy, khó chịu đấy, không đơn giản đâu. Vì là những người chơi với mình, hiểu mình thì không sao, họ sẽ chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi. Còn những cái người mà ở đời mà ai cũng có người ghét người quý, những cái người mà ghét thì họ nói xấu sau lưng, họ không thèm nói thẳng mặt, nhưng có những cái người thì họ lại tỉa thẳng mặt mình ấy, rồi nghi ngờ, rồi giống như kiểu mình bỏ lửa tí ra mua ô tô mà như kiểu mình là thằng ngu ấy. Đấy, kiểu như thế đấy. Đấy thì là anh em phải chuẩn bị tinh thần những cái đấy. Cái thứ hai, cái thứ ba là nói về cái này thì hơi nhạy cảm một chút, nói về khía cạnh là mua xe trên Trung Quốc là không yêu nước, thì mua xe Trung Quốc là ủng hộ cho Trung Quốc nó giàu lên, nó mua vũ khí bắn phá biển đảo, cướp biển đảo của Việt Nam. Thì mình cũng không hiểu là mọi người suy nghĩ như thế này như thế nào, nhưng mình thì nghĩ đơn giản lắm. Giả sử chiếc 3IC Q7 bên Kinin họ nhập về, cái này mình giả sử thôi nhá, vì là mình không am hiểu là bên Kinin họ nhập bao nhiêu tiền đâu, thì mình chỉ giả sử thôi. Họ nhập về là 300 triệu, xe Trung Quốc nhập vào thị trường Việt Nam ở hình thức xe con là thuế là 70%, thì phải đóng thuế mất 210 triệu, 300 triệu đóng thuế mất 210 triệu là 500, là thành 510 triệu nhá. Khi mà đại lý bán họ có lãi rồi thì mình không nói đấy, họ bán với giá khoảng hơn 600 triệu, họ có lãi của họ là hơn 600 triệu. Khi bạn đóng thuế 10%, thuế trước bạ 10% các kiểu nữa, nó rơi vào 60-70 triệu, thì có nghĩa là đại khái là khi bạn mua một chiếc xe Trung Quốc có giá ở Trung Quốc là 300 triệu, về Việt Nam bạn sẽ phải đóng thuế vào cũng khoảng tầm 300 triệu. Mà về Việt Nam, ở bên Trung Quốc họ sản xuất ra chiếc xe 300 triệu thì cứ cho là họ lãi dày hay lãi cao như thế nào đi chăng nữa, nó là của vứt đi chăng nữa, thì họ cũng phải bỏ, cứ cho là như kiểu họ có sẵn ý, thì cũng phải bỏ ra 100 triệu họ mới sản xuất được, thì họ lãi 200 triệu. Đấy là nói cái kiểu khía cạnh không hiểu biết gì ấy, họ lãi 200 triệu đi, nhưng về Việt Nam mình đăng thẳng ra mình đóng thuế cũng gần 300 triệu, thế là đóng góp cho Trung Quốc 200 triệu, mình cũng đóng góp cho nhà nước mình 300 triệu tiền thuế, thì cũng khiến cho Việt Nam mình giàu lên, chứ có phải là trốn thuế hàng lậu hàng niếc gì khiến cho Việt Nam mình mất đồng thu hay như thế nào đâu. Nên là anh em đừng nôi cái, những anh em xem clip này ấy, mà có định kiến với xe Trung Quốc hay như thế nào ấy, thì anh em có thể dùng những cái lập luận về kỹ thuật để chơi xe Trung Quốc hoặc là như thế nào đấy, nhưng tốt nhất đừng đem cái chính trị ra để nói về vấn đề này, yêu nước hay không yêu nước đi. Cái thật sự thì mình ở cái mình ấy thì cũng không biết định nghĩa như thế nào này yêu nước đâu, mà mình cũng không đủ đến cái tầm mà nói ra để như thế nào này yêu nước. Với mình đơn giản lắm, yêu nước là bản thân mình giàu lên. Khi bạn giàu lên, bạn kiếm được nhiều tiền thì sẽ kéo theo cái vòng quay kinh tế ấy, nó sẽ đi lên, và khi mà mọi người khác cùng giàu, tất cả đều giàu thì đất nước sẽ giàu lên, và khi đất nước giàu lên thì nói đơn giản thôi, khi bạn có tiền thì bạn mua gì chả được. Nên khi đất nước giàu lên thì đến lúc đấy sẽ có tiếng nói và sẽ có thể
phấn đấu, thay vì cứ suốt ngày cào phím là không yêu nước thì anh em cố gắng kiếm nhiều tiền lên, thì khiến cho đất nước giàu lên, thì để có thể đấy, như theo ý anh em ấy, là có thể chống được lại Trung Quốc ấy, chống được lại người hàng xóm xấu tính đấy. Thì clip mình chỉ chia sẻ hôm nay chủ yếu nói cái vấn đề thứ ba, nó hơi lan man, nhưng chỉ chia sẻ chủ yếu hai vấn đề là khi mua xe Trung Quốc anh em phải tìm hiểu thật kỹ, thật kỹ nhá, về cái xe Trung Quốc ấy thuộc hãng như thế nào, có tốt hay không, rồi tìm hiểu về cái hệ thống đại lý chăm sóc sau bán hàng ấy là có chấp nhận được với cái số tiền mình bỏ ra, là sau này mình sẽ phải mỗi lần bảo trì bảo dưỡng mình đi xa hoặc là bảo dưỡng ở ngoài, rồi hệ thống đồ đạc nó sẽ có trở ngại, thì với số tiền đấy mình bỏ ra thì mình có chấp nhận được những cái đấy không, vì bù lại nó sẽ, mình sẽ được nhiều thứ option hơn. Rồi như mình đây nhá, chiếc xe của mình đi đến hiện tại là 4 vạn rồi, thì mình nói thẳng luôn, mình chưa gặp bất kỳ một cái lỗi gì gọi là đáng để gọi là lỗi đấy, thì mình chưa gặp bất kỳ một cái gì ngoài vấn đề là cứ đến định kỳ là đi bảo trì bảo dưỡng đấy. Thì anh em phải chuẩn bị rõ, xác định rõ tinh thần cái đấy. Cái thứ hai là mua xe Trung Quốc các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời đàn tếu nói ra nói vào, khiến cho các bạn sẽ ức chế đấy. Thật sự là phải tập cho mình cái thói quen bỏ ngoài tai những cái lời nói như thế. Bạn giàu hay bạn nghèo hay như thế nào, nếu bạn giàu, nếu các bạn có tiền mà mua xe Trung Quốc thì người ta sẽ bảo là có tiền mà mua xe Trung Quốc, không hiểu mày nghĩ gì, biết thế này thế nọ. Còn nếu mà các bạn nghèo hoặc là thu nhập vừa phải, các bạn mua xe Trung Quốc thì người ta sẽ nói các bạn là đã nghèo còn sĩ, đú, tinh vi, thế này thế kia đấy. Các bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần những cái như thế. Đấy, thì clip hôm nay mình chỉ chia sẻ với anh em là với những anh em nào đang có ý định mua xe Trung Quốc thì lên chuẩn bị tinh thần những cái đấy và tìm hiểu kỹ, rồi hãng quyết định xuống tiền nha, vì là tiền ở trong túi anh em không ai móc ra được, anh em tự móc ra thôi. Nên là khi mà mua về có vấn đề gì thì là tự bản thân mình chịu trách nhiệm, có kêu có gào thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là tiền của mình, hãng họ có hỗ trợ đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn là mình bỏ tiền ra. Nên là tính toán suy nghĩ kỹ vào, mình không như nhiều anh em mua xe khác. Mình nói thật là đến thời điểm bây giờ là mình thích xe Trung Quốc. Hồi đầu mình mua thì mình hãng còn cái tâm lý băn khoăn, nhưng đến bây giờ là mình thích. So ra mình đi trải nghiệm khá nhiều xe, mình mượn xe, như còn đầu clip mình nói, mình mượn khá nhiều xe thì mình đánh giá là với số tiền mình bỏ ra và với những cái gì chăm sóc về sau sẽ có những cái thiệt thòi thì là mình thấy xứng đáng và mình thích. Nhưng với anh em thì nó lại khác, mỗi người sẽ có một cái nhận định khác nhau, nên là tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền đấy nhá. Clip mình chia sẻ kinh nghiệm bản thân thôi, thì nếu mà anh em thấy đúng hay thấy sai như thế nào thì có thể comment tranh luận với mình. Còn nếu anh em thấy cái clip này mà hữu ích thì có thể cho mình xin một like, một subscribe nhá. Thế nhá, xin chào anh em.